chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Nhấn like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Shut Time thoái 89% vốn, tập đoàn Ansanyo chỉ có 5 lao động. Công ty cổ phần tập đoàn Ansanyo, doanh nghiệp hiện đang đối mặt với nghi vấn hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam, được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần tập đoàn Ansan, hoạt động theo lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Cổ đông lớn nhất sáng lập là ông Phạm Văn Tam 90%, với một số cổ đông khác gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Ansanyo 2%, Công ty cổ phần điện tử Ansanyo Việt Nam 2%, Phạm Xuân Tình 2%, Phạm Văn Toán 2% và Phạm Thị The 2%. Song sau đó, ông Phạm Văn Tam đã thoái gần hết vốn còn lại của Công ty cổ phần tập đoàn Ansanyo vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống còn 1%, cập nhật đến ngày 15 tháng 6 năm 2019 trong thông tin về thuế được Cổng Thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp cung cấp. Công ty cổ phần tập đoàn Ansanyo đã có tổng cộng 5 lao động. Hiện tại, ông Phạm Văn Tam đang là chủ sở hữu, người đại diện góp vốn với hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ansanyo và Công ty cổ phần công nghệ cao Ansanyo. Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ansanyo thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 2014, dữ liệu tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2017. Ông Phạm Văn Tam nắm 80% vốn công ty. Đến ngày 8 tháng 9 năm 2018, công ty tăng vốn mạnh từ 200 triệu đồng lên 50 tỷ đồng. Công ty cổ phần công nghệ cao Ansanyo mới thành lập trong năm 2019 với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập công ty này là ông Phạm Văn Tam, Dương Thị Ngọc Dầu, Nguyễn Thị Ý Nhi. Ngành nghề kinh doanh là sản xuất linh kiện điện tử. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 có nhiều tính ứng dụng thực tiễn. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực có tính ứng dụng thực tiễn, không nặng nề về ghi nhớ các số liệu, sự kiện. Các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo độ tăng khó dần, giúp các thí sinh thuận lợi khi làm bài.